căn nhà này cái giá là 1 tỷ 7 cho tổng diện tích căn nhà, diện tích sàn á lên tới 160 mét nha cả nhà. Có một vị trí cực kỳ đẹp luôn tại thôn 1 xã Nhân Phú huyện Nhân Khánh, gần chợ Vĩnh Phương, gần cụm công nghiệp Nhân Phú, gần thị trấn Nhân Khánh và cách hương lộ 45 chỉ có 20 mét thôi cả nhà. Và giá bán hiện tại cho căn nhà này, nhà bà đất luôn á, nhà mới 100% là 1 tỷ 7. Thì bây giờ em Trực sẽ đi ra đầu đường hương lộ 45 review từ đường vào căn nhà cho cả nhà mình tham khảo về căn nhà này nha. Đây anh chị, trước mặt anh chị là đường hương lộ 45 nha cả nhà. À, em Trực quay vào vòng đường hương lộ 45 nè. Thì đường hương lộ 45 này nó có nối từ xã Vĩnh Phương đi tới thị trấn Dương Khánh nha cả nhà. Đây, DB xã Dương Phú. Đây chính là đường hương lộ 45. Về hướng này là đi vào ngôi nhà của mình nè. Đó. Em Trực đi vào ngôi nhà. Nhà mình thì nằm trong khu dân cư. Ở đây thì điện nước đầy đủ, gần trường học, gần trạm y tế. Đây. Đường giao điện này cả nhà. Đó. Thì nhà mình có hướng là hướng đông bắc. Anh chị nào phù hợp với hướng này thì có thể tới xem ngôi nhà này. Đây mặt trước của căn nhà đây. Nhà mới hoàn toàn luôn. Đây là cổng trước, đây là cổng trước của căn nhà. Đây. Nếu anh chị nào mà kỹ hơn có thể là một mái vòm để che nắng che mưa. Nhà mình á thì ô tô đi vào tận ngôi nhà được nha. Thì diện tích đất là 88 mét, sau quy hoạch thì còn lại là 79 mét nha cả nhà. Đường hiện trạng này rộng là 7 mét. Đường bê tông sau quy hoạch rộng là 16 mét. Và nhà mình tông màu nhà mình là màu trắng. Nè, cái cổng cũng dễ, rất là dễ mở cửa luôn. Đây chủ họ thiết kế chỗ này nè, nó có tay mình thầm thọc vào đây đó, mình mở đây mở vô. Còn đây là phần sân, phần sân trước rộng khoảng chừng là 20 mét nha cả nhà. Chỗ đây đậu được ô tô nè, đó bên này để xe máy cũng được nè. Chỗ này thì chủ họ thiết kế cho mình một cái hồ kế thì nhỏ thôi, hoặc là mình trồng bông cũng được. Đó. Ở đây thì dùng nước máy hết nha cả nhà. Đây cái đồng hồ nước này. Đó. Riêng cái phần mặt trước thì em Trực thấy là họ thiết kế rất là bài bản luôn. Ở trên thì nhựa giả gỗ này, đó. Và cái phần gạch men họ ốp lên tới tận trần luôn. Đây. Nhìn rất là hiện đại và rất là sang, đặc biệt là em thấy rất là sang luôn. Cửa trước bằng là nhôm sinh phê kính cường lực, bên này cũng có một cái cửa sổ này đó. Nhà mình kết cấu là 2 tầng, 1 trệt 1 lầu nên tổng diện tích sàn lên tới 160 mét nha cả nhà. Đây tại khu vực này cực kỳ mát mẻ tại vì lấy cái hướng gió từ con sông Cái vào. Đây là khu vực phòng khách này đó. Góc bên tay phải em Trực thì mình để tivi, thiết kế mình để nội thất vào. Bên đây là mình để bổ sofa cũng được. Và CD riêng. Đây. Ở đây có truyền hình kép. Đầy đủ hết luôn nha. Đây cả nhà. Modem internet. Và cái dàn đèn này, đó có dàn đèn này thì đâu đó khoảng là 10 12 đến 13 triệu này, rất là cao. Rất là sang trọng. Ở dưới tầng 1 thì có một cái phòng ngủ nha cả nhà. Phòng ngủ này. Nếu mình có ba mẹ mình á, lớn tuổi thì ở dưới phòng ngủ này cũng được nè, đó để họ tiện đi vệ sinh cho dễ. Đây có một cửa sổ này, phòng này có một cửa sổ riêng. Hôm nay em Trực đi quay nhưng mà em mang quên cái micro nên cái giọng nó hơi ồn. Xin biệt riêng đây, đèn đèn ngủ. Nhà mình xây rất xây mới nên nhìn rất là đẹp, rất là sang. Tiếp theo em Trực sẽ đến khu vực nhà bếp. Đây nhà bếp đây có đầy đủ lavabo này, bồn để chén này, tủ để này,
Tính này mình khi mình nấu ăn á thì nó dâng lên đây mình cũng dễ lau chùi này. Chỗ này quý anh chị mà có điều kiện thêm thì bắt thêm một cái giàn tủ để mình để chén bát ở đây. Còn cái khu vực này á, thì mình để mình phơi đồ đó, chủ cũng thiết kế luôn cái trần cái sắt này này đó. Mình kỹ hơn thì mình phải bắt mấy miếng lê phong mà nhựa nhựa trong á đó để mình để ở đây che nắng che mưa. Tiếp theo em trượt sẽ đi đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì chủ thiết kế bằng gạch men màu đen ốp lên tận trần. Trên chỗ này hình như là lên phong có kẻ nhà, đúng rồi lên phong đó, có đầy đủ trang thiết bị gắn liền tường như chỗ để khăn này, rồi chỗ giấy vệ sinh, toilet, và chỗ này là bồn hoa sen. Trang thiết bị cũng rất là cao cấp đó cả nhà. Đó. Đây, bồn rửa tay, kính. Và bây giờ em trượt sẽ lên tầng 2 nha. Em trượt rất thích căn nhà này vì thứ nhất là cái vị trí của nó này. Đó, trong trung tâm của xã Diên Phú, thôn 1. Thứ hai là nằm trên tuyến đường 7 mét, sâu hay rộng là 16 mét. À, dễ dàng mình buôn bán kinh doanh này, mình ở cũng được này. Còn các tiện ích như là chợ, trường học là đầy đủ. Thì cách chợ Diên Phú á, là 2,5 km. Cách thị trấn Diên Khánh là 4,9 km nha. Em trực đã tới chỗ chợ Thành luôn á. Và cách cụm công nghiệp Diên Phú là 2,3 km. Còn mình đi về thành phố Nha Trang á, chỉ có hơn 8 km thôi cả nhà. Đi tới biển luôn là 11 km. Còn nếu quý anh chị mà tới chợ Vĩnh Phương á, thì cách chợ Vĩnh Phương á, ngay Kỹ Bang luôn á, chỉ có 1,9 km thôi, rất là gần. Đây, đây chính là tầng 2 của ngôi nhà mình. Ở trên tầng 2 thì có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh, một phòng thờ. Đây là nhà hàng xóm này. Thì nhà vệ sinh tầng 2 cũng giống như vệ sinh tầng 1 thôi cả nhà. Đã thiết kế giống nhau, cũng đầy đủ trang thiết bị hết cho mình. Đây phòng ngủ thứ hai của tầng 2 đây. Cửa này là cửa cũng là nhựa dạy gỗ, nhựa dạy gỗ cao cấp á. Đây phòng ngủ thứ hai của tầng 2. Thì trên này thiết kế một cái ống đồng này để mình bắt cái lạnh nè. Đèn led trần thạch cao. Cửa sổ mở đây mở vô rất là thoáng luôn. Thì phòng ngủ của tầng 2 á, thì hai phòng ngủ đều giống nhau đó. Phòng này thì rất là sáng luôn, rất là sáng luôn. Phòng này thì không có bắt ống đồng để bắt máy lạnh, thì mỗi phòng đều có một cái TV riêng như thế này cả nhà. Kính cầu thang là bằng kính cường lực, đây, tay vịn bằng gỗ keo khoảng chừng 1 mét á. À, tiếp theo em được sẽ đi đến là khu vực phòng thờ. Phòng thờ là cả nhà. Chỗ này nếu mình không dùng để làm không dùng để thờ thì mình có thể dùng làm phòng đọc sách cũng được này. À, em trực đi lên ban công. Đây, ban công. Cái phần nhựa và gỗ này nhìn rất là sang. Điểm sáng của ngôi nhà cả nhà, nhìn lên tầng 2 à. Đó. Đây, mình nhìn từ tầng 2 xuống này. Xong để xe của mình này. Đường này là đường thông nha, thông lên tới cụm công nghiệp luôn, không đi tới chợ luôn, đi tới quốc lộ 1E. Đó. Còn hướng này thì mình đi ra tới đường quốc lộ 45 này. Khúc này
Đó. Nhìn này mình thấy được luôn. Thì giá bán là 1 tỷ 700 triệu nha cả nhà. À, giá này thì quý cô chú anh chị mình á, nếu mà thích căn nhà này thì em trò sẽ kết nối với chủ nhà để quý anh cô chú anh chị mình có thể làm một cái giá tốt nhất. Thì video này em trực xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị nhà mình đã dành thời gian theo dõi kênh em trực.